Kính chào quý vị, các em thân mến. Chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay mời quý vị và các em theo dõi những tiết mục sau: 19 giờ quà tặng tri thức, 19 giờ 30 phút phim hoạt hình Siêu Quậy Sơn, 19 giờ 50 phút tin thế giới, 20 giờ chúc mừng sinh nhật, 20 giờ 30 phút chương trình Vượt lên chính mình, 21 giờ chinh phục đỉnh Everest, 21 giờ 10 phút cười chút chơi, 21 giờ 20 phút chiếu phim phim truyện Việt Nam Gọi giấc mơ về tập 60, 22 giờ 15 phút tin trong nước, 22 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Nguyễn Linh Ngọc tập 29, 23 giờ 30 phút tin cuối ngày tin thế giới tin thể thao, 23 giờ 50 phút người chiến thắng. Chương trình rạng sáng ngày 17 tháng 11 gồm có 0 giờ 50 phút sân khấu về khuya cải lương linh khí trời nam, 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam Chuyện phố phường tập 22, 3 giờ 30 phút thế giới đó đây Citech, 4 giờ khéo tay hay làm bún thang chay, 4 giờ 15 phút câu lạc bộ thể thao. Bây giờ mời quý vị và các em theo dõi chương trình truyền hình tối nay. Hãy tưởng tượng khai sinh một chiếc tivi khiến mọi căn phòng đều trở nên sang trọng và rộng rãi hơn. Xin thông báo bây giờ là 19 giờ.